Có mùi bức xúc rồi. Chuyển sang bồ cống rồi. Bồ cầu. Đeo sút. Con cà phê bay vớ vẩn. Ăn con cà phê. Con cà phê nhảy lên. Ăn ngay vào lồng. Alo, chưa, em đang đánh này. Có, đang đứng ở lồng đây, hai con. Đang ở đội bình. Anh đánh ở đâu đấy? Bây giờ mới đang đứng ở đấy. Bây giờ mới đang vẫn đang đánh ở đấy. Gì thế à? Đây đang đứng cạnh lòng mình chưa đá. Úi giời. Thế đi mang mỗi con này à? Tưởng mang phải mấy màu ấy chứ, cho nó hoành tráng. Anh đi mình hay đi mẹ?
Rồi vẫy tay anh em đấy làm gì, đang đánh giờ đôi đây. Mà đỡ ở chỗ cuối dư xá chỗ đấy nào. À thế đánh ngay bờ đây à? Thế bờ đây đấy làm gì có. Xuống đồng nhỉ? À rồi thế tao cứ ngồi đợi đấy tí em lên nha.